Ok, chào mọi người, chào mọi người, chào mọi người, chào mọi người, đầu tiên thì tôi sẽ đấy, em thấy gì chưa? Gái anime đấy, có ai nói là cái thằng làm ra cái mod này nó rất là quy bu, và mấy em biết là sao chơi gặp làm sao chơi mấy tháng liên tục nhưng mà nó lại không có lên sức mạnh hay là gì không? Rất là đơn giản thôi, bởi vì là gì nhỉ? Tôi định nói gì tôi quên mất tiêu rồi. À đúng rồi, bởi vì là tôi chơi theo cái kiểu là tôi gian hương, thành ra là có bao nhiêu tôi bán hết. Và tôi là rất là nhiều, cả 500-600% gì đó. Nhưng mà server này thì tôi sẽ không như hết, tôi sẽ chơi theo kiểu là cày chai, chưa nạp lần nào. Và tôi sẽ, chủ yếu là chúng ta nạp để mua hỏi vàng thôi đúng không? Thì tôi sẽ cày hỏi vàng rồi tôi mua đồ luôn, chứ tôi không có bán nữa. Ở ngọc rồng sao, ngọc rồng hỏi ức thì tôi bán hỏi vàng. Tôi ghét nhất ngọc rồng hỏi ức. Ừ, nó hẳn ở đây như vậy. Gặp gần sau thì cái lúc mà tôi nghỉ game là cái lúc mà nó giá vàng nó giảm quá, nó lọt rất là kinh, và cái đồ mà bản đồ kho báu ấy, gặp gần nó cũng bị giảm giá các kiểu, rất là đáng sợ luôn. Nhưng mà tôi chợt nhận ra là nếu mà tôi là một thằng cày chai, một thằng người chơi đơn giản thôi, thì cái việc đó nó có lợi cho tôi, chứ không phải là nó có hại như cái việc mà tôi làm gian hương. Thành ra là tôi suy nghĩ lại tại sao mình lại không làm một cái hành trình mà mình hoàn toàn có thể tận hưởng cái điều mà mình ghét nhỉ. Thế là cái video này xuất hiện mình sao cái kho đồ quả chữ thật, cứ như là tôi chơi ngập gồng kia quá, mấy cái ngập gồng lậu nó kiểu cái kho nó kéo xuống nên là cái này tôi chơi cảm thấy nó hơi khó chịu. Chúng ta có tự động luyện tập, có cả một cái mod nữa để hướng dẫn sử dụng luôn, tại sao sức mạnh của mình nó quải có bùa, có bùa và sức mạnh mình mới 1 triệu thôi, hao ta thử nha. Nên mình tự động tập phát bằng cách lý do nào đó, hay là game này nó không có gấp với cái sức mạnh như là vòng lậu nha, bỏ chưởng rồi đi, chưởng phá giặc. Mình chơi 5m chứ mình không có chơi kia hai chén, hay là chơi 5m kia anh em nhỉ. Trước giờ mình chưa chơi 5m kia, toàn chơi 5m đóng để farm thôi. Server gồng gồng Hades hiện tại giá vàng này là 5.0 này, số lượng lớn là 5.2. Ừ, thì chạy chả quan tâm cái series này, mình không có làm nhân hương đóng một lần thì là 900. Mình hiểu tại sao mình lại có chịu sức mạnh rồi, nếu mà những cái con game khác thì sức mạnh của mình nó sẽ lỏng rất là nhiều. Ban thì mình chưa có ha, mình có thể tạo ban nếu mà đi bây giờ có người bán 4.5 này. Nếu mà bây giờ mình vô tạo đi, mình đi tranh chạy, mình nghĩ là mình cũng chưa win đâu, sức mạnh còn quá ít này. Úp, cái này nó hơi đuối, không biết là bản đồ kho báu đi được chưa. Bản đồ kho báu trong một làm sao là mới tạo đi được rồi, thành ra là một cái nick mà mình mới tạo thôi nó đã lên 60 tỷ chỉ trong một ngày thôi đấy, nó rất là cái là OB ấy. Còn trong đây thì sao tôi không biết, nhưng mà chắc là nó chỉ cho 200 triệu thôi, bởi vì sức mạnh trong đây hình như mình thấy là nó đuối hơn rất là nhiều. Nó báo này thì có mang họ à, quên, cửa hàng điện tử quên mất. Thì chúng ta sẽ đọc ba này, ba này không có ai, không cho ai giao luôn nhá, chỉ cho Nick Clone vô thôi. Thì chọn ra khăn tím, tại vì khăn tím là của gà đọc Sugar, còn mấy cái khác này ok. Kho báu dưới biển, giờ chúng ta vẫn hoàn toàn có thể đi tới kho báu dưới biển được. Tiếp theo là mình cần đi tới siêu thị chắc xem mọi thứ nó như nào, giá cả là sao nữa. Ừ, ký gửi tạm đóng hơi khó nhỉ, bởi vì nếu mà tạm đóng thì vậy thì mình, nếu mà mình muốn mua gì thì mình phải chắc thế giới à, hay là do mình chưa đủ sức mạnh nên nó như thế này rồi. Xong luôn chẳng để tài xỉu luôn, để ổn rồi. Sơ sinh có đệ 10k này, hay mình nghĩ là do mình ấy. Để mình thử làm nhiệm vụ nha, chúng ta sẽ đi đánh Tamburin. Tamburin thì nó ở trái đất,
Là 10, là 10. Trong đây có đập sao cho cái trang được thì mình nghĩ là cái chỉ số trong game này sẽ rất là ảo, chỉ số ảo mà cày căng nghe có vẻ không không vui lắm. Ui, rồi ôi cái đéo gì đấy. Thôi được rồi, vậy thì mình cày xong mình quay trở lại nha. Tôi khá thích cái cách mà cái con game này nó cắt đi cái tài khoản ấy, nó làm cho khó bị phát hiện hơn. Tôi vì hồi xưa có một ông bị scam bởi vì thấy cái tài khoản xong người ta đó là mật khẩu bằng cách thì nhiều đó gỡ ra mất luôn. Hiện tại mình làm tới cái nhiệm vụ là đại hội giả thật rồi, nhưng mà chúng ta cái quan trọng nhất là đăng ký này, người đăng ký bây giờ nó tốn hồng ngọc, chả biết hồng ngọc ở đâu cả. Nhưng chúng ta có nhiều giải và chúng ta sẽ xem coi giải nào nó quả chữ hạnh, nó thậm chí còn không đưa cái lệ phí cơ, thì làm sao chúng ta có thể đăng ký được nhờ hồng ngọc nhận đâu. Hình như mình thấy không đầu quân ống chơi là hồng ngọc phải đi đánh mấy con boss, mấy con boss chắc đổi, mà bây giờ thì làm sao để mà đánh được đúng không. Thành ra là tôi nghĩ là chúng ta sẽ cần phải đợi tới một mốc giờ nào đó nó sẽ có đăng ký bằng vàng cho mình, hay là đăng ký bằng ngọc xanh gì đó không quan, cái đó chả biết được, chúng ta chỉ nhận được ngọc thôi nha. Tất hoàn gì mình quay, tôi chưa mở hành viên á, quả chữ thật đấy, mua hồng ngọc, mua bằng vàng này, mua bằng coin, một ca coin được 10 hồng ngọc, cái một ca coin được 1 hồng ngọc hỗ trợ nhiệm vụ hiện tại. Xong rồi này, coi như tôi chưa nói gì nha, quả chữ là có hỗ trợ nhiệm vụ, không có hỗ trợ đệ tử chúng ta phải tự đi săn, có mã quà tặng với mã bảo vệ này, mà tôi chưa chưa nhận mấy cái đó, tôi cũng chả quan tâm lắm, tôi thậm chí còn chưa đăng ký tài phải nữa mà. Cứ chơi từ từ mấy bạn cày chai, thật ra thì đăng ký tài phải nó làm điều tất yếu đấy mà, các kiểu sau này còn giao dịch các kiểu, nhưng mà đợi tới đó tính. Bây giờ chúng ta đi đánh chào nhãn đúng không, nhưng mà do chúng ta là có được cái chức năng hàng thánh kia rồi nên không cần phải đi chào nhãn gì cả. Tôi khoan từ từ, bây giờ mình thử xem mà đi bản danh trong cái bản lậu này nó có cạnh người đứng ghế bên không, là có vài cái bản lậu mà nó chơi không cần người đứng ghế bên ấy, đặc biệt nhất là gặp vòng sau, gặp vòng sau vẫn cần người đứng nhưng mà cái bàn của bạn chỉ cần hai người thôi là được. Ok giờ không được nha, và trong gặp vòng sau thì bạn không cần phải 300 sức đánh gấp, có nghĩa là cái nít viên nhanh chạy gặp vòng sau ấy, bạn chỉ cần năng sức đánh cái 50 thôi, thậm chí là để nguyên luôn, còn hết đại năng hết chỗ máu, thành ra là có rất là nhiều con boss để mà win được nhanh chạy. Ok hỗ trợ nhiệm vụ nào baby, khá quá. Rồi bây giờ chúng ta đi báo cáo. Mình nghĩ là mấy cái nhiệm vụ boss nó sẽ không hỗ trợ đâu, bởi vì nhiệm vụ boss mà hỗ trợ nó mất game mất vui, chủ yếu là hỗ trợ mấy cái nhiệm vụ thường để mà sao chúng ta đi qua mấy cái map khác để mà úp cho nó dễ. Đây cái thành phố Veta này thì chúng ta đã qua đến map 3 rồi, khá phá lộn quen không à, hồi xưa tôi chơi Saiyan nhiều quá nên tôi quen theo vách núi đi. Cái tôi định nói cái gì ấy nhờ, à đúng rồi, cái đại hội võ thuật trong đây nó có cái đánh đáy gương nữa, mình không biết là có được gương không, nhưng mà bạn thấy đăng ký cái đại hội võ thuật lần thứ 23 cho đánh chung những con sói hạt viên rồi, ok như bắt khả thi đúng không nhỉ. 1.000, hồi xưa mình thấy con số này nó hơi lỏ nhỉ, hồi xưa mình nhớ nó là số gì đó chứ không phải là số 1.000 không. Ok phải bấm enter 2 lần từ làm tập nữa hoạt động này đâu, mình chưa bật từ làm tập mà bật lên cái. Giờ hiện tại chỉ số mà nó cũng chỉ như này thôi. Đấy, mình úp lên chừng nào mà max đánh nên mà có thể đeo được cái găng rồi mình mới bắt đầu làm tiếp mấy cái nhiệm vụ. Sẵn tiện đang có cái nhiệm vụ bất khả thi thì mình úp luôn đi. Đấy, vừa úp vừa làm nhiệm vụ. Mình úp nãy giờ thì nó cũng lên được một tí rồi, 600 triệu. Không nhiều lắm nhưng mà cũng tạm được. Mình nên úp tới 1 tỷ rưỡi cơ. Úp lên 1 tỷ rưỡi rồi sau đó mình sẽ đi xuống núi rồi đọc tí đồ, sau đó thì úp tiếp. À, úp chừng nào mới mới hạn sức mạnh đến cái mức mà không úp được nữa thì thôi đấy chạy như thế. Nhưng mà trước hết thì mình nghĩ là mình nên nhập code đi, chứ chơi game không có code thì nó hơi đuối. Mình không biết là cái nick này có mình nên nhập code chưa nữa, mình đang tạo cái nick thứ hai đây để mà đi bản danh, hiện tại cũng đang là 10 giờ tối rồi, không biết là mình tạo xong thì mình có kịp để mà đi bản danh không đó. Ok code là Tân Hữu Hades này, nó mà yêu cầu ba có 5 người là xong đó, là cúp luôn. Đây cái gì ấy, cái tập phát đó không có gì
đó rồi sắp bị kẹt luôn rồi anh em, đây hết rồi, nó lại bị kẹt à, khó chịu nhờ. Ok, nhập mã quà tặng này. Đó, cây nhờ. Xong, cả tôi hỏi của tôi, đồ xanh ra muốn à, sao trên đời này lại có một cái sự kiện nó cũng túi như thế này mà lại không cho skip nhờ. Tôi làm đến cái mức mà game bây giờ nó update phiên bản mới rồi, là mới xong ấy, thấy 2 tỷ sức mạnh rồi, đồ các kiểu nó cũng ổn thôi chứ không không ngon lắm đâu, chưa có xác định năng sức mạnh gì hết cho nên chúng ta chưa up được thành viên ban đây đó, có đúng một nick clone mà hình như là đi bản danh phải đủ 5 đứa thì sao ấy. Lúc đầu thì tôi cũng định đổi sang server khác nhưng mà tôi cho nên là server 1 bắt đầu cũng chơi yeah, hết cho đây chúng ta chơi thôi. Đây tới nhiều người đánh cu cu đúng không, cu cu nhiều à, đấy mới ra 15 triệu à, cũng được cũng dễ nè mà đó. Đó tự nhiên nó hồi sinh cho mình này cũng dễ, tại vì mình chưa có đổi máu, mình mới 16k thôi, đồ thì chưa có giáp chưa có gì hết, nói cho là con này đánh đi đánh không ra được, mình yên tâm. Ô có cần nhanh hay đồ mát hết, tại vì cái nét này lúc đầu mình định hướng là nó chơi kỳ hết cho nên là sức đánh bây giờ nó cũng chỉ là mang tính chất là đối phó thôi, từ sau mới bắt đầu chơi theo kiểu kỳ, chứ bây giờ mà chơi theo kiểu kỳ thì farm mới là đúng, không có đam mà farm ấy. Tôi không biết là mấy ông mà chơi hừng kỳ từ giai đoạn đầu luôn thì mấy ông chơi sao nữa, trong đây đồ của nó không bị tụt giá này, cái server đầu khác là bán đồ thì nó sẽ chỉ có 1 vàng thôi, server này mình có thể nếu mà săn ra đồ ghét ấy, thì mình có thể bán rồi kiếm vàng được, ngon nhờ. Không biết event trong đây nó chơi bằng hỏi vàng hay là chơi bằng kia nữa. Đây có cộng tới mức này, mình cái cộng cái cỡ 100k đi. Đỏ nó tự tăng luôn, quá xịn. Rồi chắc không nên tới mức đó đâu. Rồi, nó sẽ dừng hay là nó cộng tiếp? Boss của ông còi hình như là nó cộng tiếp ấy. Đấy, nó vẫn cộng tiếp. Oh no, vậy thì mình phải hot game lại. Mình quay trở lại rồi đây. Giờ chúng ta sẽ đi quẩy con cu cu thôi. Rồi mình chưa dám săn để đâu. Mình anh em biết mình là từ ngập gầm gốc cho đến các kiểu luôn thì 40 tỷ sức mạnh mình mới đi săn nha. Bởi vì sức mạnh yếu ấy, thì săn dễ bị kết lắm. Cho nên là thôi, lại 40 tỷ đi. Hình như ngập gầm gốc thì mình đánh nhiều. Đấy, yếu ngay. Còn đúng là luôn mình nữa. Ngập gầm gốc thì mình nhờ người khác săn, nhờ shop săn. Nhưng mà ừ, đóng nó vẫn phải giật mấy không? Xe xa gian hình như tôi đóng được có 40k thôi. Bên đây thì đóng cũng nó cũng rõ. Tại mình chưa ép sức đánh á. Đó là lý do mà mình nói rằng là giai đoạn đầu bạn chơi kỳ, chơi HP gì thì phải ép sức đánh trước. Rồi giờ sau mới chơi theo kiểu bạn được. Chứ kiểu này nhìn nó bủ bủ là mau quá. Chắc là cần phải farm thêm đúng không? Mà tập này dài chứ ấy nha. Rồi để chắc là săn cu cu các kiểu đi rồi ha, kết thúc tập nha, tập này mình chưa thấy ổn lắm, có chơi ra đồ gì chưa à, đúng rồi sao pha lê trong đây hình như không có farm ra đâu, mình bắt buộc mình phải đi mua nữa, thì chúng ta đi mua hình như nó mua bằng hỏi vàng rồi xong sẵn tiện xem cái siêu thị nó như nào đó, đâu quá không quay lại đâu, tôi bỏ đâu đó cả cả tỷ năm rồi. Xong rồi thấy ai đầu là quân cung bách, xong rồi tôi hỏi sao mà máy hết rồi mà cùng sao với tôi, thế là tôi chơi tiếp thế không, nó đã tạm đóng rồi khó chịu nhờ. Giờ nếu mà chúng ta muốn buôn bán thì chúng ta phải chắc thế giới à, tôi report này hình như trốn Santa hả à. Ừ, đúng rồi, mình còn phải mặc cái giáp. Ở đâu nhỉ? Hộp là lớn, hộp là nhỏ. Vòng thiên sứ này. Hình như cái này là mình xài vô thì nó sẽ không có chết đi, không bị bùa bất tử luôn, mình sẽ đánh boss hoài luôn. Mặc dù mình còn một máu nhưng mà mình vẫn đánh boss hoài luôn, nó kiểu bùa bất tử ấy, nhưng mà mình vẫn gây sát thương được. Thảo nguyên xanh là cái áo gì mình cũng chả biết này, phía thăng qua. Hình như cái ngọc
này là farm được của con mấy con boss gì là bò dắt ba ngày 75% tôi nó sức mạnh tiếc nhờ 75% nhờ có 3 ngày thôi mình có ngồi hỏi không hay nhất là chưa đăng ký tài khoản nữa có tập phát và hôm đầu chính không ủa mình nhớ là có một cái chỗ nào có cái gì đó có thể mình cái sinh vật gì này mình nhớ là có hồi xưa nó có cái chỗ gì đó mà nó bán sao hoa lê mình nhỉ sao tự nhiên mình lại tối cổ anh em sao pha lê kiếm không ra nhờ thôi nói chung là đi pha này thì tính tiếp tôi đã quá tuyệt vọng rồi tôi sẽ sử dụng tới giáo án cuối cùng của mình thứ mà tôi không bao giờ làm trong đời của tôi kể cả tiền ngọc lòng gốc cho chính là chúng ta sẽ mua cái giò pha lê này cùng giá như một con sói này là được nhiều cái chỉ số nhờ cái này là phân tâm là giúp cho bạn đi phá úp mấy người khác này và không biết ở đây ngọc lòng nó suy nghĩ cái gì nó ra cái đấy rồi mặc vô giờ mình sẽ mặc cái này và mình đi úp thử nha để xem coi nó có ra pha lê không cái này người ta gọi là bằng cùng lắm ấy mới suy nghĩ tới cái nước đường này ấy thật sự luôn ok mình đã được 15 cái sao pha lê tiềm năng sức mạnh rồi 15 cái à ép vô thì được 75% hiện tại á tại đức mình định farm nhiều nhiều luôn đi từ farm nhiều nhiều luôn đi đọc một đúc lúc đầu mình làm nhiệm vụ gần ca game mình nghĩ rằng là làm trong đây là sức mạnh nè thành ra là mình không làm mình làm nhiệm vụ dễ thì được tặng 10 triệu vàng giờ mình làm nhiệm vụ siêu khó đây cực cực kỳ khó nhiệm vụ địa ngục và chúng ta xem có trả được bao nhiêu nha 100 vậy hà tôi làm 10 cái nhiệm vụ dễ còn hơn làm nhiệm vụ siêu khó đúng quá chữ có địa ngục chứ rồi alien là con nào rồi xong luôn alien game có con alien hả nè nó có phải là mấy con ở bên mấy cái map cá sấu luôn không quái hay là mấy con bên Minecraft nha quái trưởng alien là con nếu không biết con nhỏ này game quay từ trên ngọc gồng từ trước tới giờ chưa biết con nào trên alien luôn ấy khi mà các bạn mặc cái cải trang ở đâu con bay này là quỷ dây xanh khi mà các bạn mặc cái cải trang này các bạn di chuyển rất là nhanh nha cái này không phải là do chỉnh tốc độ đâu do nó nhanh sẵn đấy cái mờ dây da xanh này da da là của não nhỉ đẹp rồi ADN dịch sang tiếng Việt là ngoài hành tinh thì nó cũng chả khớp với cái nào cả bên kia thì là bọn khỉ rồi hình như từ cái hay là cá sấu nha cá sấu alligator mà đi chim đến tay dài đến đầu chọc này, hay là đánh lấy con này vậy không phải luôn thử con quỷ tay dài xem hả hạt đấy trước giờ tôi chơi game tôi có gặp con alien đâu mà tặng 3.000 con á từ gần đá cho đi là hình như là có khỉ rồi không lộn rồi đấy tôi xem nhà nhiệm vụ nào nó ổn ổn một tí đi chứ làm khó gấp đâu cả 160 lần mà phần hưởng chỉ có gấp 10 thôi thì nó không ổn lắm thử nhận cái nhiệm vụ ở độ khó siêu khó xem quỷ đầu to này ừ được này quỷ đầu to thì còn biết chứ alien thì tôi chịu nha mình đã phong phong rồi chúng ta có một set 30 60, 75 và 90% tình năng sức mạnh. Điểm này nữa là 110. Bét này, cái này thêm bét là 130, cái này mình không đọc sao nha. Cái trang cái bét mình không đọc được. Với chim cũng không đọc được luôn. Và cái để tin tăng lên 20 nữa là chúng ta được 150. Mọi người sẽ suy nghĩ là tại sao mình lại đọc cho cái giáp đúng không? Bởi vì nếu mặc cả giáp này chúng ta được nhiều tình năng mạnh hơn. Nhưng mà nếu mà bạn đánh với một con quái nào đó mà nó bị giới hạn HP ấy, thì mặc cái giáp cho nó vẫn được nhiều tiềm năng hơn
Và đệ tử Mabu, không biết là trong đây đệ tử Mabu mặc cái giáp nó có được không, nhưng mà đệ Mabu ở những gặp còn ngộ khác ấy, thì nó mặc giáp được và mặc không không bị giảm đánh nè. Thế cho nên là chúng ta đọc từ cái nhận được cái giáp của con đệ Mabu ấy, thì nó không giảm đánh ở còn tăng thì năng nữa, là đi tới hành tinh Bill. Đây chính là cái chỗ Úc ngon nhất rồi, ở đâu nhỉ, đây hành tinh cùng rồi kiếm khu thôi. Vải sướng combo, vải hạt bị phá úp cao như thế nhờ bị phá úp với boss hết cú trò tiên gặp combo. Bây giờ mình bấm nhầm rồi, chơi gì gầm hàng thế, cho nên là mình nhầm cái này. Con combo này thì nó bị chửi rất là nhiều luôn, còn tại sao nó bị chửi thì mọi người thấy lên mấy cái YouTube để mà xem nha. Nói chung là con combo này khá là ghét, nhưng mà bên đây thì không biết là nó như nào. Ô lộn, ngoài hành tinh quý vị á, có cái này rồi cái khủng bố đi, cần gì có được tới hai con combo lắm rồi. Cái khủng bố mà bây giờ chúng ta cấm rồi, hàng free mà anh em cứ cấm thoải mái, có là cấm hai cái tồn tại không đâu, được nha. Ok, cái này chắc không cần cấm đâu, ui nhiều hết, cấm thì nóng hết. Quay rồi xong luôn, ở map thì được ba cái thôi, nó kiểu hơi khó phân chia ấy. Rồi bây giờ mình khuyên các bạn ấy đừng có úp bằng tự động tập, úp bằng thằng sát ấy, nó nhanh hơn. Ok, được gần 1 triệu tôi mang sức mạnh này bật cờ lên. À chỗ này nó không có quái không, đi chỗ này nó không có vệ tinh, úp nó hơi khó. Trong đây thì nó có một cái hòm áo, có nghĩa là khi mà các bạn bị bùa bất tử thì bạn đánh trong radar, nhưng mà lâu lâu thì không phải lâu lâu mà là vài giây thôi, nó sẽ hồi máu lên, không phải cắn động nha, thì bạn sẽ đánh được thêm sát thương cho nó để cho quái chứ. Cái này cũng chả hiểu tại sao nữa, nhưng mà cái hồi máu này nó cũng thú vị hết, không phải hút máu nha. Khi mà mình còn không máu ấy, thì mình không gây sát thương được nên mình không hút máu được, còn cái này ấy, thì nó là hồi máu luôn chứ nó không phải hút máu, thành ra là farm ở đây nó rất là nhẹ, farm mình hai đếm rất là nhẹ. Không quên lộn chiêu, sau lâu thì nó lại cứ bị như này, ta sửa hành liên vàng để úp cho nhầm. Mà tàn sát thì nó không auto skill nữa, nói chung tự động tập đi đó. Nhưng mà tự động đi tập, tự động đi tập thì nó cứ bị trực lên xuống lắm, mà cũng hơi khó chịu ở đâu, nó vẫn gây sát thương tốt. À cũng được, nó không bị giật quá nhiều rồi đang đánh đâu này. Cái này có vệ tinh không nhỉ? Hình như mình nhớ có vệ tinh chỗ này nữa. Ở đâu? Chỗ này chưa có vệ tinh. Chán thiệt chứ. Chỉ mấy chỗ có vệ tinh đó. Đây. Triệu tư một phép. Quá xịn luôn. Thế thì cứ úp như thế này cho đến khi nào lên được 40 tỷ à. Ừ, lên được 40 tỷ đi. Rồi mình quay trở lại. Hiện tại thì mình cũng đã max cánh gấp rồi đây. 2 triệu 3 một phép. Giờ chúng ta sẽ test thêm cái cuồng nộ nữa cho vui hơn chứ. Đây cuồng nộ nha, tán vô 5 triệu một hit, quả trưởng thành. Và hình như cái ngọc rồng này thì anh em có thể để ý là cái ngọc rồng này cái sức đánh của nó quan trọng hơn tìm ra sức mạnh không, tăng sức đánh vô thì tìm ra sức mạnh nó lên rất là nhiều luôn đó. Tại vì cái này cái mới nãy mà mình nói nó chỉ áp dụng ở cái ngọc rồng gốc thôi, còn ngọc rồng lậu thì nó ít tiềm năng sức mạnh lên rồi, thế cho nên là có thêm tiềm năng sức mạnh thì nó cũng không ngon lắm, tấn công thì nó sẽ hút được nhiều hơn, hợp lý á. Bây giờ mình úp mình đâu còn chết nữa đâu đấy. Ok vậy thì sau này thì mình sẽ đầu tư xét sức đánh vậy, không đầu tư tiềm năng sức mạnh nữa. Ayo, và nếu lấy ra thì mình sẽ úp cùng đợi luôn rồi mình không làm gì cả, nhưng mà hiện tại đang có event 2 tháng 9 đây, dành cho ông nào chưa coi video khuya của tôi thì mình đã có được cái sức đánh nó hơi rõ một tí, đáng lẽ thêm một dòng tiềm năng sức mạnh nữa là ngon, nhưng mà kệ đi, nhà nghèo mà. Đấy thì cuối tuần thôi, cuối tuần thì chúng ta sẽ chơi 1 20 capsule lịch game, và mình mong là mình sẽ mở hết 20 viên này ra không phải là tấn công mất chỉ số. Ok.
Chờ từ từ tắt cái kia đó. Nếu em muốn mở hơn thì tắt cái nhựa vòng quay nha, đó là cái mẹo đấy. Quái, tôi mới phát động ra tấn công mắt chỉ số chứ, vậy trưởng thành. Ok. Rồi, full kho rồi. Chắc bớt đi. Kho trong đây nó mau full lắm mấy. Tấn công mắt chỉ số. Tấn công mắt chỉ số. Vãi cái giảm sát thương. Được hai bùa cấp 3. Mình không biết mở cấp thì mình mở cấp xuân mực kim không có nhiều ấy, thành ra là mình không biết là mở được như này có ngon không, tại vì cái bùa bảo vệ cấp 3 này nó rất là ngon nha. Bà muốn đọc lên ở đâu cấp 2 chứ, cấp 2 mới ngon, bởi vì mình chỉ cần đọc full set 14 thôi là mình thấy end game rồi, chứ đọc lên 16 thì nó hơi căng. Để tắt tàn sát cái rồi game gác nhé, Free Fire mà. Tôi không nói về cái vấn đề là mở chế hạn sức mạnh cần 1 tỷ à, bởi tốn vàng hay là tốn ngọc ấy, thì đó là tùy phiên bản. Cái mà tôi nói nhé, Free Fire đó là tôi đánh tới 3.000 heo từ xong rồi chút nữa mấy ông sẽ xem coi là tôi nhận hưởng 100 triệu vàng này. Ui, được 100 triệu vàng là tôi làm hết nhiệm vụ dễ đúng không, tôi nói thật nhiệm vụ dễ vừa nhanh mà nó còn quà nó chỉ bằng 1/10 này thôi, nhưng mà cái này đậm đâu cỡ một buổi là 1/4 ngày. Dèm gác thế thôi hà đặt đây, bây giờ mình đánh 5 con heo sa dàn nhá, coi mình đánh 5 con heo sa dàn được 10 triệu này phải hả, thế này chịu rồi hết cứu đây, 5 con cũng nhanh thôi, chắc là khỏi đặt toàn sát đi cùng mèo khốn nạn đấy. Xong nhá, giờ mình trả này được 10 triệu vàng này, quả trứng 3.100 là gấp 1.600, thôi tôi không tính nữa, là đó cấp 600 làm được 10 triệu vàng, thế thôi hà làm như dễ không ngon hơn bình thường nào, hàng lần mẹ đó, hàng lần mẹ con đấy một map có 2 con thôi mà bro, cái đó hàng lần mẹ bên đây hình như nó nhiều, 1 2 1 2 3 4 đây. Ok, nếu mà làm cái này mà được 20 triệu rồi ok mình làm luôn ấy. Để tính sơ qua cho anh em xem, một lần làm là được 10 triệu đi, coi như nhiệm vụ dễ đi thì 20 lần đó chính là được 200 triệu, đoàn một cái hỏi vàng đúng không ta, đâu hình như một cái hỏi vàng 500 triệu thôi phải, lâu quá mình không chơi ngọc lòng lậu mình quên mất rồi, nhưng mà nói chung là nó cũng ok phết. Còn nếu mà đàm theo kiểu full địa ngục ấy thì là được 2 tỷ mở nhà tìm ra sức mạnh 2 lần, không cũng không dễ, không dọn nữa được, khỏi vàng là cái con đường nhanh nhất rồi. Xong mâm là được 20 triệu, 20 triệu vàng là mình làm luôn, hiện tại thì nó cũng là 9 giờ tối rồi, thế cho nên là mình muốn cái nhiệm vụ mà nó vừa nhanh mà còn vừa ok phết, nói chung là buồn ngủ lắm rồi. Hai cái vấn đề không phải là bão mà là thời tiết lạnh, lạnh thì dễ ngủ. 20 triệu. 30. 30 á. Ôi, vậy khó rồi nhá. 169 rất mừng hồn. Ok luôn, làm luôn anh em ạ. Ui, cái cải trang này đi nhanh đấy nha. Tôi lười bấm cấp full quá. Ui, được 30 triệu vàng. Vậy là một ngày được 300 triệu. Cũng được đấy nhờ. Cũng được. Để xem coi là một hỏi vàng bán được nhiêu. À, nếu này mình chưa kết quả nữa, thì chắc là tập sau mình kết quả tài phải đi. Tập này dài vãi chưởng rồi. Một hỏi 50 triệu. Rồi xong luôn. Đáng lẽ là nó phải có cái câu là bạn xác nhận có bán không, chứ thế thì chịu rồi. Ok. Cái này ấy, đằng này mà trả được 50 triệu thôi. Bây giờ anh em mình bị khen. Sorry. Tự nhiên giọng bị khen. Cái này mà trả được 50 triệu thôi là mình làm 20 nhiệm vụ mỗi ngày, vừa nhanh mà còn vừa được hai hỏi vàng. Tuy là nó không đổi vàng ra hỏi được, nhưng mà nó sẽ bằng cái giá trị của hỏi đổi ra vàng. Có nghĩa là một ngày là mình có thể dùng 1 tỷ, mình có thể dùng 1 tỷ vàng để mà bỏ giới hạn. Có thể bỏ giới hạn được.
Hoặc là mình có thể dùng để tập đồ sau. Ok phết, 50 triệu nhé. Ngon, ok luôn. Được rồi đấy. Đó. Thế nhiệm vụ siêu khó này là được nhiêu? 75 hay là 80 triệu? Chứ cái địa ngục là 100 này. Quỷ giao tiếp, ok, sẵn tiện thì mình đàm luôn ha. Thế để mình kết thúc video rồi, nhưng mà kiểu mình đàm luôn đi. À đúng rồi, còn đi mở giới hạn nữa, quên mất. Thì cái khó chịu ở đây á, 18 tỷ mở giới hạn lên 20 tỷ rồi nó mở thêm cái nữa. Nó khó chịu chỗ đó đấy. Chứ từ 20 tỷ trở về sau thì nó sẽ lâu hơn. Và bây giờ nó sức đánh gấp là nhiêu anh em nhỉ? Quên rồi, phải đợi vừa auto vừa vừa bấm đi cho nó nhanh. Thì quỷ mình quên mất cái chỗ của alien ấy, nó là mấy cái con quái bay nè đó, nó đó sợ hả? Chơi game tới giờ chưa biết nó là con alien luôn. Cô để nó đi tạm ha, nó đấy đền, mình định lên 50 60 tỷ luôn mới mới săn đệ, lười quá anh em. Lại bây giờ cũng chưa cần dội nó cù nội thì chắc là dùng thỏi vàng mua được bình thường. Mời bỏ gì ta, mở hành viên là mình hoàn toàn thấy giao dịch được rồi. Mua nếu mà không đủ thì mua cỡ 10 cái cù nộ cũng được đấy. Thế là farm phè phè ngay, mà mới nãy mình đánh con gì nhau đánh kêu rồi xong rồi, con gì tím tím anh em nhờ, rồi xong luôn. Pha này dò tên mệt luôn này, hình như bay ngược lại là không bay về được đâu. Cái gì tím đó là không quỷ già hả? À đấy, tím này có chữ tím này anh em, phải mày không? Đúng rồi, ngon tím rồi, đánh thử nha. Xong và chúng ta trả nhiệm vụ này xong đã kết video rồi, mình chợt nhận ra rằng là chúng ta không cần úp sức mạnh quá nhiều giai đoạn này, giai đoạn 18 tỷ đến 20 tỷ này, giai đoạn này thì đo đi kiếm vàng thôi. 80 triệu một ngày được 1 tỷ 6 vàng, quay 2 ngày là mở sức mạnh được 3 lần, ngon đấy. Ok, video là kết thúc tại đây và bye bye anh em, tôi đi ngủ đi.